Chào các bạn, hôm nay mình chuẩn bị đi câu các bạn ơi. Hôm nay mình chỉ chuẩn bị đi câu cá maybe red snapper, cá kinh. Hôm nay là cái tuần July 4 weekend. Hôm nay mình đi câu với Captain Bá này. Hôm nay có anh Châu nè. Châu. Rồi có Uncle Lu. Uncle Lu quay coi. Uncle Lu đẹp trai quá. Rồi. Đó, bây giờ mình đang mới tới Freeport. Đây mình đang get ready rồi bỏ tàu xuống rồi mình đi câu đây. Ông cụ Lu hôm nay đẹp trai quá, đội cái mũ giống tài tử quá chứ đâu phải giống dân câu đâu. Tài tử gì? Đó tài tử gì đó không biết nữa, Alon gì đó không chả biết nữa. Rồi đây có Captain Andrew này, Captain Andrew. Rồi ok, bây giờ mình get ready bỏ tàu xuống, mình chạy đây, chạy đi câu đây. Đó. Muốn bên này da chơi không? Bên này da cho hay là nên đi tàu được quá. Tàu lại đi qua hả? Ok các bạn ơi, Captain Bá mới drop cái tàu xuống rồi đi cất xe. Là bây giờ mình đang chờ Captain Bá xuống rồi mình mới chạy đây. Ok nè, anh Uncle Lu. Uncle Lu hôm nay đi câu cá hồng, cá king. Rồi Captain Andrew. Rồi Captain gì? Rồi đây là anh Châu. Trời hôm nay mang kiến rồi, kiến Ray-Ban đó chứ. Rồi đây có chú Lâm đó nè. Đó bây giờ mình đi câu cá thu. Hôm nay trời đẹp lắm các bác ơi. Hôm nay sóng khoảng chứ chừng 1-2 feet, 2-3 feet gì đó thôi à, chứ không có sóng lớn đâu. Hy vọng là hôm nay câu có cá thu, có cá kinh. Rồi Captain Bá bây giờ đang từ từ bước xuống tàu rồi chuẩn bị đi câu. Rồi chắc mình đi câu cá mồi, có cá mồi, nó có mồi thì mình mới đi câu có cá lớn. Rồi ok Captain Bá, rồi let's go fishing guy. Cần câu nhỏ đâu, câu cá mồi. Cần câu nhỏ sao câu cá mồi được, cần câu đó câu cá lớn như câu cá nhỏ sao câu. Rồi ok các bạn ơi, chuẩn bị đi câu đây. Ok các bạn ơi, mình mới chạy tới chỗ câu đây. Anh Lu hút up rồi mà không biết cá gì đây, chắc cá nhỏ sao không thấy kéo rack ra. Đây anh Lu. Đây ok, coi anh Lu coi. Để cho em đi trước coi. Rồi ông cụ Lu hút up cá gì đây mà không thấy kéo rack ra. Cá mà chắc cá nhỏ sao á. Anh Lu anh thích câu cá nhỏ, không thích câu cá to đâu. Đây này, thấy màu hồng quá sao mà. Cá gì nó mồi to mà cá nhỏ xíu ấy. Rồi anh Lu được một con. Rồi con đó thì đủ rồi, thôi cứ kiếp nó đi rồi. Đây sậy con bự quá. Vậy à? Rồi. Bây giờ mình mới chạy tới chỗ cầu, cách bờ chắc cũng khoảng 40 mấy mao gì đó. Thành ra nãy giờ thấy mấy nó không. Quả cái này luôn cho anh ơi. Cột chì cột sao mà nãy giờ cứ bị mất chì không vậy? Đưa bên này cột thôi. Ông. Rồi cái snap mới á. Đó chứ. Quay trước luôn. Rồi đi về sau luôn, ăn đây đứng. Đưa mấy cái cần nào ấy, không xài bỏ lên trên này. Anh Lu, come on anh Lu. Rồi, come on anh Lu. Tôi đang, ông vừa nói, tôi đang ngồi đây, tôi quay ra nhìn thấy cái cần ống cong xuống rồi. Vừa tính chạy à, con này số chết rồi đâu, nó khấu. Nó khấu rồi hả? Khấu bên hông ấy. Anh Lu hôm nay hát thiệt đấy chứ, hôm nay câu cá hồng rồi, giờ lại cá thu nữa. Anh Lu có gì chúc nó về, có gì làm món gì nhột nhột hú anh em bút tới kiếm. Đừng quên nha. Sợ nó ăn xong rồi anh mới kêu. Rồi đi. Cá thu luôn. Thu lớn lắm. Big thu. Rồi yeah. Ai gặp bên này móc rồi. Mở đây. Bỏ lại trước đi. Anh Lu giỏi quá anh Lu ơi. Oh yeah.
Oh yeah, anh Lu. Rồi, rồi Lu, give me high five coi. Yeah, oh yeah, Uncle Lu hôm nay làm dữ quá. Rồi, có tương lai. Rồi. Rồi, giờ tới anh... anh nè, anh Châu nè, chú Lâm nè. Rồi, từ nãy giờ nè, cắt tên Andy, giơ tay đi coi. Thôi, tôi đi nghỉ uống rồi. Tính chạy mà, giờ có cá, giờ thả câu tiếp. Thôi, tha tiếp rồi. Kìm dài đây, bờ sáng này đâu rồi? Thì nói đi. Rồi. Anh Châu hút up rồi, anh Châu hút up rồi. Được cần câu này. Được cần câu này, được quay quay cái này chứ được rồi. Rồi quay đi, quay mặt lên cho anh Châu, quay mặt đi. Cắm mặt. Nó vậy Châu không có bóp hay sao? Hết. Quay mặt đi anh Châu, quay mặt đi. Cắm mập hết cái gì? Cắm mập hết đây. Quay mặt. Còn cái nó bảo anh chú Lâm qua bỏ qua mà. Dạ. Cái cục gì ở đây ơi? Quái á. Ủa, chú Lâm nó nằm bên phải bên trái. Ok, quay mặt lên Châu. Đó nhìn mới giống cá bóp mà không phải cá bóp. Em bơi hết. Không thường cá mập. Đâu cái này là cá thu đó, nó chạy vậy cá thu đó, chạy mặn vậy. Rồi Captain Andy nãy giờ cũng đẩy được mấy giấc rồi. Giờ ổng đã câu mấy giấc rồi. Nãy giờ ở ngoài kia vào đây quá. Ổng câu mấy giấc rồi, nó khấu của bác. Cứ cá đấy đi, về đây rồi, mày tới đây rồi, mày không có thoát tao đâu. Thu lớn. Mày vô tới đây rồi, mày không có thoát tao đâu, đừng có. Thu lớn. Thu lớn mà. Thu lớn mà. Cầm. Đó. Mày tới đây là tao bắt mày lên. Rồi, yeah. Rồi, quăng lên đi. Thu lớn quá. Mày. Rồi. Rồi, nãy giờ ngoài kia không có cá, giờ vô đây được hai con cá thu rồi. Rồi, Captain Andy hook up. Đâu rồi, Captain Andy đâu rồi? Quay qua đây coi. Ông cá kéo mà lên nơi. Quay đi. Ủa, ai câu à, ai dính vậy? Để xuống. Đây, anh Châu cầm cái cần câu rồi. Rồi. Quay đi khấu đâu rồi? Ở dưới. Rồi nó đang quay phim mà. Ai khấu anh chú Lâm khấu. Đó dưới chân á. Dưới chân á. Lên đây. Let's go. Cái miếng nhựa đó. Captain Andy, come on, Captain Andy. To lắm. Big king. Từ từ Andy, từ từ, thấy cái đi gì? Đi. Vòng về mũi. Cái gì vậy, móc gì kì vậy? Chạy sao? Rồi, quay, nó đảo thêm vòng nữa, được rồi. Nào, rồi, con này bự quá. Nè, big king. Không sao hết á. Rồi. Yeah, con này to. Damn, that's a big king. Oh my goodness. Way to go, Captain Andy. Yeah. Con này lớn quá, thả đi cho nó sanh đẻ chứ. Hay sao? Trôn nó về sau, có cái này bỏ về sau à. Đó, rồi, nó ra. Rồi, alright. Sợ đá rồi đi. Đây, để chờ cho nó chết đi đã, đây nó có kìm đó, để cho nó chết đi đã.
Ồ thấy chưa, có cá sống đó anh á. Ồ thấy chưa, thì đó phải có người câu cá sống đó chứ. Nuốt rồi chị nhân ơi. Nuốt rồi hả? Dạ. Nuốt rồi. Bây giờ cắt cái đó, cắt leader luôn đi. Cắt leader luôn đi để đưa cho cái khác. Này kim này. Đó được cá sống không? Lại đây, lại lên. Rồi, Captain Andy đi hút up, Captain Andy đi hút up. Ô, ô con này nhỏ. Ô. Lại đây cho bà. Ê gần đến lúc rồi, gần xuống rồi. Ừ, gần xuống bít ngay. Ô, con này nhỏ quá thả đi Captain Andy ơi. Con này nhỏ quá thả đi hay sao? Thả vô thùng. Vậy hả? Ô. Ô, con này, đây. Ô. Cái gì đấy, nãy giờ được 4 con rồi các bạn ơi. Ồ, sáng giờ câu không có gì hết mà ghé vô đây tính chạy vào rồi. Gặp anh Lu uống câu đừng con rồi, ở lại câu bây giờ giết thêm 3 con nữa, 4 con. Ồ, cũng tại anh Lu là 3 con cá này chết oan. Anh Lu hại. Đây, đây là ứng của Lu hại đời mấy em thu. Anh Lu hại đời mấy em thu. Kéo đi lên trên kia thả xuống lại. Ok rồi, đây là các bạn ơi. Đây, bảo Sơn, tuyệt chủng rồi, là họ đó tên thường tuyệt chủng rồi đó, không còn nữa, chỉ có một. Hẹn nhau dắt nhau đi rồi. Họ đổ tên thừa. Chỉ có một à, đổ. Chỉ có một thôi chứ không có hai. Họ đổ tên thừa mà còn giám đốc hãng nước suối nữa. Ra là cả dính rồi kìa đó. Đó, 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 anh Lu, anh Lu, anh Lu, anh Lu, anh Lu. Anh Lu, anh Lu vô ghê mà. Kéo nó, kéo nó, quần anh cũng kéo rồi. Ồ, kéo, kéo rồi. No problem. Rồi kệ nó drag, được anh thấy cái drag quá, nó chạy nó xúc. 80 đó, đồ bùi. Kệ nó, mà để nó chạy ra. Hôm nay trời đẹp lắm các bạn ơi, sáng giờ mình đi câu cá hồng mà hút rồi à? Ồ, sao vậy? Ồ, uống rồi. Ồ, uống rồi. Ồ, hôm nay anh Lu sao vậy? Nóng đâu vậy? Rồi, sao anh Lu chạy rét bắn rồi sao kỳ vậy? Ồ, tại nãy giờ anh nói chuyện, nói chuyện tầm bậy bạ không mà ra mà câu cá nó cứ xua, nó cứ hụt hoài. Không, cũng mang được đâu. Ừ, thằng mà. Kia thằng kia bên kia nó không kéo hả? Ờ, đang kéo, kéo vừa kéo xong. Vậy có cá chứ mà, có cá mà anh Lu đâu có bắt được đâu mà. Kéo rét bánh rồi Lu sao hôm nay à, chắc không xài được. Nay trời đẹp lắm bạn ơi, sóng 1 feet 2 feet gì đó. Cá hồng thì không có mà có được, sáng giờ cũng được mấy con cá thu rồi, mới được có 4 con cá thu à. Uncle Lu mới hụt con nên ra bây giờ cũng chiều rồi, chắc câu rip thêm phải 1-2 cái nữa không có chắc chạy vào thì đến sau đây chứ năm nay cá hồng ít lắm. Năm nay cá hồng có cái tuần rồi đầu mùa thì đi cũng được mấy chuyến đủ số, còn hôm nay câu không có cá hồng, được có con hay con gì đó, không có nhiều cá hồng thu xong rồi nhất cờ gì đâu trời. Thả cái này ra chặn nhẹ cho nó bớt tuồng. Rồi quay đi. Ok các bạn ơi, Uncle Lu lại hook up nữa rồi. Uncle Lu hôm nay hát quá. Uncle Lu bữa nay hot thế ra. Uncle Lu cứ chạy đi về sau, anh đi về sau này. Đi về sau này đi. Đừng để cái dây nó thẳng nha, đừng có để nó rùi. Nó chạy đuối rồi. Anh quay mạnh đi. Cứ quay mạnh đi. Anh để rùi dây không được đâu. Đây rùi dây nó nắc nó xúc ra đó. Cái cần này là cần của ai nè, cần của anh. Đây. Anh cầm. Qua bên kia. Còn này nè. Đây đó. Rồi quay đi Uncle Lu. Oh yeah, Uncle Lu hôm nay hát quá. Quá hot. Oh yeah, vừa đẹp trai và câu cá giỏi nữa. Ồ nhìn giống. Đồ thấy bộ đồ bé. Ờ hôm nay ông mua cái mũ mới người ta câu cá nhiều không? Mũ. Ồ. Tu mà nó chạy gần hết ông cướp luôn á. Thì kệ nó chạy cứ để nó chạy. Chứ chạy mà anh cương với nó không có được không? Ờ nãy giờ mấy con rồi. Ôi, cứ chê anh Lu, nói anh Lu không biết câu, cứ nói Uncle Lu. Anh Lu tối ngày đâu á, biết quán. Cứ nói mà Uncle Lu không biết câu, nói Uncle Lu biết câu đâu. Hả? Gà biểu hoàng biểu. Hôm nay trời đẹp lắm các bạn ơi. Gió mát trăng thanh, câu cá thì không có. Còn
con này ra chứ không có nhiều đâu, nuôi đâu con vậy thôi chứ. Ra hôm nay có ông cổ lu hôm nay hát nè, ông lu nãy giờ mấy con rồi. Thu nó chạy vậy cái thu á. Cái mập rồi, xong rồi. Mù nó chạy xuống à, nó có chạy ra vậy đó. Nó chạy ra rồi, nó chạy xuống, chạy ra, đâu có để cho anh kéo vậy. Đây nè. Nó chạy nước đầu không à. Con này chắc bự lắm á, con này nếu mà cá thu là bự lắm á. Thấy nó chạy kéo rác ra kiểu đó. Con này chắc phải mười mấy hai chục phao á, không có nhỏ đâu. Rồi, mở nắp. Mở nắp rồi, rồi. Rồi, come on. Come on, Uncle Lou. Rồi, come on, Uncle Lou. Đây. Oh my god. Oh, to lắm. Oh, man. Oh. Cứ từ từ, kệ nó chạy, để nó chạy. Con này ham mấy ba chục phao á. Nín thở, đừng có thở ra. Oh. Nó cũng hơi mệt rồi, nãy giờ mà đó cái đè cần ứng cầu lú nó mà mấy cần kia đâu ai ăn đó. Cần ống nó dẻo. Vậy à? Cần ống rồi, giờ đâu có còn gì xài được đâu mà dẻo với không dẻo. Chết bao giờ rồi dẻo. Dẻo cần của ứng cầu lú công nhận câu cá hay thiệt đấy chứ, xài cần gì câu giỏi không biết. Nó chạy xuống dưới mà. Kệ nó cũng mệt rồi, nó mệt. Oh my god. Ứng cầu. Big. Ờ rồi. Ấn cầu lu. Rồi. Ồ, con này to lắm các bạn ơi. Oh my goodness. Cho lên luôn đi. Mở nắp rồi, cho lên luôn đi. Oh my god. Con này con của bên này luôn á. Oh. Oh, cầu lu. Thank you. Oh, cảm ơn Ấn cầu lu. Give me five. Oh yeah. Ừ, sáng giờ cứ nói ứng cửa luôn không biết câu. Ô con này nó đóng bên hông à? Ờ đúng rồi miệng à. Ô này. Ô con này bự lắm các bạn ơi. Ô con này nó chắc phải 30 ba mấy phao á. Ê nè. Ô ông chơi nằm bay cái kìm kia kìa. Ô ông này ông chơi trò gì ghê rồi. Ô mà cứ tới cái tật mà cái tật rồi mà cái tay cứ thọc tầm bậy không á. Trời ơi, hôm nay là cháu thọc tầm bậy bà mấy quang quá rồi, không có thể đấu sợ đâu á. Tay ở đây, bay mấy quang quá rồi á. Chưa sao má. Chưa sợ bà nghĩ quên. Cái đó bà coi cái video này, bà nghe bà chửi. Hoài chửi. Hoài chửi. Ông còn thêm mười mấy mũi nữa. Giờ chưa về được không? Chưa về không? Ờ. Đủ người con, 6 người, 6 con đó. Chứ giờ mà 5 con bây giờ sao ai? Sao chia? Con không. Rồi, anh Châu hút ốp, anh Châu hút ốp. Rồi, cứ quay đi anh Châu, cứ quay đi, em mang cái này qua. Rồi. Quay đi quan kia. Quay cần quan lu, ăn lu có dính ông cầu lu có dính không? Qua bên này. Cần tôi nâng cao. Rồi cứ quay đi, quay mạnh đi. Quay qua khỏi cần bên kia luôn. Rồi. Đó, móc. Đâu rồi? Thợ móc đâu rồi? Cái hám hiện ngậm đi lại. Đây. Ô, con này. Ô mẹ. Ê, con này cũng to lắm á. Rồi. Quay. Không, cứ kệ nó. Yeah. Con này cũng ok lắm á. Rồi. Cái hầm này đầy rồi, đầy hầm rồi. Có hai ba con mà đầy hầm luôn á. Các bạn ơi, nè. Nó nhảy ra ngoài luôn á. Con này cũng sai chứ hả? Nhỏ hơn con của ông cô luôn. Đó, rồi. Con này lớn hơn con nhỏ hơn con của anh ấy không à? Lớn hơn con của anh gì mà? Con này dài. Okay. Nãy giờ được 6 con rồi các bạn ơi. Sáng giờ câu không có gì mà tưởng không có cá mà tưởng hôm nay là về không rồi mà. Tay trắng tay mà không ngờ vô đây dớt dát được 6 con nữa. Ok lắm.
Đó, rồi anh, nãy giờ ai cũng câu có cá rồi, chỉ có mình mà ông cụ bá với này đây này. Đây là chú Lâm mọi khi làm dữ lắm mà hôm nay sao mà hiền dữ vậy Nguyên. Đây này Captain này, Captain Andrew này hôm nay cũng được hai con này. Hôm nay ai cũng có cá hết rồi, chỉ có Captain Bá với này chú Lâm là câu không có cá thôi. Là ok, cũng ok lắm rồi. Ok các bạn ơi, mình chạy tới bến rồi. Chạy tới Bow Ram rồi. Ok các bạn ơi, mình chạy tới Bow Ram rồi. Giờ đang vô Bow Ram rồi, bắt đầu bỏ tàu lên để kéo tàu về đi. Cái chuyến này hôm nay mình đi câu thì cũng ok, sáng ra ngoài chạy bốn mấy mao ngoài đó câu không có cá hồng rồi, được con hai con gì đó rồi chạy vào tưởng hôm nay câu không có cá mà chạy vào trong này cũng câu được 6 con cá thu, mấy con cá thu cũng lớn lắm. Chuyến này thì cũng ok, không có nỗi nào, tưởng đâu là hôm nay thất bại mà cũng được 6 con, mà 6 con to, có mấy con 20 mấy, 30 bao, 30 mấy bao. Thôi bây giờ mình chuẩn bị đi về, kéo tàu về rồi. Xin chào tạm biệt các bạn nhá. Hẹn view các bạn video sau. Đây nè, Captain Bá nè. Rồi Captain Andrew. And anh Châu nè. Rồi đi qua bên này này, coi có ai nữa đây. Này, chú Nôm nè. Rồi hôm nay là có Uncle Lu. Uncle Lu hôm nay là hát nhất này. Đi về trước là dơ máy lên. Dơ máy rồi nữa. Rồi. Rồi. Ok, thôi xin chào tạm biệt các bạn nha.